mừng bạn đến với kênh Thanh Vũ Miền Tây Vlog. Hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi khám phá những bí ẩn đáng kinh ngạc của đại dương. Đại dương chiếm tới 71% bề mặt trái đất. Không chỉ là nguồn sống mà còn là nơi ẩn chứa vô vàn bí ẩn chưa từng được giải mã. Hãy cùng chúng tôi lặn sâu vào thế giới xanh thẳm này để khám phá những điều kỳ diệu và bí ẩn đáng kinh ngạc của đại dương. Dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng không thể chạm tới, là ngôi nhà của những sinh vật kỳ dị và đáng sợ. Những loài cá phát sáng trong bóng tối nhờ hiện tượng sinh học độc đáo, hay loài mực khổng lồ từng được coi là chỉ có trong truyền thuyết. Những sinh vật này có cấu trúc cơ thể và cách sống thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, khiến chúng trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thiên nhiên. Không chỉ có sinh vật kỳ lạ, dưới lòng đại dương còn chứa đựng những địa điểm đầy bí ẩn. Tam giác Bermuda, nơi nhiều tàu thuyền và máy bay biến mất không dấu vết, đã làm tốn không ít giấy mực của các nhà khoa học. Hay rạn san hô Great Barrier với hệ sinh thái rực rỡ, là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất trên thế giới. Ngoài ra, còn vô số vực thẳm chưa từng được con người đặt chân đến. Đại dương thật sự là một vũ trụ đầy bí ẩn ngay trên hành tinh của chúng ta. Đại dương không chỉ là nơi lưu giữ những sinh vật kỳ lạ mà còn là một kho tàng lịch sử. Nhiều di tích cổ đại bị chôn vùi dưới nước, như thành phố huyền thoại Atlantis hay Ionaguni ở Nhật Bản. Những di chỉ này chứa đựng vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp về nền văn minh cổ xưa. Hơn thế nữa, hàng ngàn con tàu đắm nằm rải rác khắp đáy biển là những chứng tích lịch sử về các cuộc chiến tranh, thương mại và khám phá. Đại dương không chỉ là kho báu của quá khứ mà còn là chìa khóa cho tương lai của nhân loại. Các nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu về biển để tìm ra nguồn tài nguyên mới, từ dược phẩm đến năng lượng tái tạo. Các dự án bảo vệ môi trường biển cũng đang được triển khai nhằm đảm bảo sự bền vững cho hệ sinh thái biển. Có thể nói, sự tồn tại của con người trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên vô giá này. Đại dương là một thế giới kỳ diệu với vô vàn bí ẩn đang chờ chúng ta khám phá. Mỗi lần lặn sâu xuống lòng biển là một lần bước vào hành trình mới. Nếu bạn muốn tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những điều thú vị từ thiên nhiên và thế giới xung quanh, đừng quên nhấn đăng ký và chia sẻ video này đến bạn bè của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình kỳ thú tiếp theo.